chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, chúng ta lại tiếp tục cái chủ đề về chia sẻ kinh nghiệm nhà đất, chuẩn bị giấy tờ độc thân. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị giấy tờ độc thân dành cho những ai đang có đất, đang có nhà nhưng chưa kết hôn, hoặc là kết hôn đã ly hôn, hoặc là đã chết vợ hoặc chết chồng, thì chúng ta nên chuẩn bị giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân. Cái từ của nó nha quý vị và các bạn, nó không giống như chúng ta chuẩn bị đi kết hôn vậy đó. Chúng ta phải chuẩn bị cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên trong cái nội dung của cái giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân thì mục đích là để mua bán nhà đất. Trước đây thì mình sẽ chuẩn bị với cái mục đích là kết hôn, thì bây giờ chuẩn bị để mua bán nhà, chuẩn bị để mua bán đất. Rồi hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện chuẩn bị giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân nha. Tôi có một cái chú khách hàng, chú năm nay cũng hơn 70 rồi. Chú có tạo lập được một cái phần đất. Thì trong cái quá trình mà quản lý sử dụng thì chú có tặng cho người con, rồi mua bán chuyển nhượng. Thửa đất lớn lắm quý vị và các bạn. Đất á, thì trước đây là tới khoảng là 4.000 mét cả. Trước đây thì chú đã tạo lập cho, đã tặng cho đứa con A, rồi chuyển nhượng cho người B. Bây giờ thì chú ra chú nói: cô Thu ơi, tôi muốn bán thằng đất này. Tôi bảo rằng là bán thì cũng được, nhưng mà bây giờ cô đâu chú? Chú nói đất này đất của tôi. Tôi bảo rằng là chú ơi, ở lứa tuổi của chú á, thì bây giờ nếu như trong trường hợp mà mình muốn chuyển nhượng tầm cố thẳng cho vay ngân hàng thì bắt buộc là phải có cái xác nhận là chính một mình chú, mà không phải là tài sản chung vợ chồng. Thế là chú đi về, chú chuẩn bị. Rồi sau đó thì chú điện thoại: cô Thu ơi, hồi xưa bà xã tôi chết không có làm chứng tử. Thế là phải hướng dẫn cho chú lập một cái chứng tử trễ hạn nữa quý vị và các bạn. Lên cái bản tư pháp của nơi đó làm cái chứng tử trễ hạn. Và tôi cũng muốn xác định cho quý vị và các bạn, ví dụ như là bà xã của chú đó chết năm 1985, thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy đỏ đó thì được cấp lần đầu năm 2001. Vậy tài sản này là tài sản riêng của chú. Chưa được nữa, nếu mà có giấy chứng tử không thì cũng chẳng để làm gì cả. Cho nên phải thêm một lần nữa là chú phải đến cái nơi mà chú đang ở đó để làm một cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chú bảo: cô Thu biết không, tôi quê lắm, tôi làm vậy để mà hả, làm gì, giờ già ở lứa tuổi này. Và thực tế thì trên báo chí, trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, có những cái ông già, có những cái bà lão mà khi mà bán đất bán nhà thì cự nữ. Từng tuổi tôi giờ lập cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm gì? Từng tuổi này không lẽ ai biết vợ, không lẽ tôi làm giấy tình trạng hôn nhân để tôi lấy chồng hay tôi đi lấy vợ? Quy định pháp luật là pháp luật các bạn ạ. Trước đây thì tôi cũng đã giúp cho quý vị và các bạn một cái chủ đề có tên là mua bán chính chủ, trong đó xác định là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được là riêng của vợ chồng, hay là tài sản chung vợ chồng, hay tài sản của hộ gia đình. Và nếu như trong trường hợp một cái chủ thể là người đứng tên trên giấy đất đó quý vị và các bạn, chủ thể muốn xem và muốn định đoạt tài sản, trong quy định của pháp luật có 3 quyền. Thứ nhất là quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Thì nếu trong trường hợp chúng ta đứng tên trên giấy đỏ, chúng ta đứng tên trên giấy hồng, mà pháp luật gọi là đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Thì khi chúng ta định đoạt tài sản này thì chúng ta nhất thiết phải chứng minh cho phòng công chứng, chứng minh cho họ biết rằng đây là tài sản do một mình chúng ta định đoạt. Cách mà anh chị phòng công chứng dễ lắm. Ở lứa tuổi trên 18 trở lên có hai cách. Thứ nhất là sẽ xác định tình trạng hôn nhân, xác nhận tình trạng hôn nhân là độc thân đó quý vị, rồi bán. Còn nếu như trong trường hợp không xác định được tình trạng hôn nhân thì phải có cam kết tài sản chung riêng vợ chồng. Hoặc không nữa, nếu trong trường hợp mà không xác định thì phải có cả vợ và chồng ký tên để thông qua cái giấy chứng nhận kết hôn. Như vậy đó quý vị và các bạn, trong một chia sẻ nhà đất, tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn để những người chuẩn bị bán đất, để những người chuẩn bị mua nhà, để những người chuẩn bị gọi là đi chuyển nhượng, thì chúng ta biết được cái quy trình đó, để khi mà có người mua đất mình nhận cọc rồi, cái quy trình mình làm rất là lâu, mình cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu. Bây giờ tóm lại vấn đề nha quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn là chính chủ thật sự mà cái nhà và cái đất đó là của riêng một mình bạn, trong đó vợ bạn, chồng bạn đã mất hoặc đã ly hôn, thì chúng ta phải nhất thiết cái khúc đầu cho mấy anh chị công chứng biết rằng là chết vợ thì phải có chứng tử xác nhận tình trạng hôn nhân. Nếu như trong trường hợp ly hôn thì phải có một cái bản án hoặc là cái gì đó chứng minh là tài sản này tài sản riêng của chúng ta. Và khi đã tài sản riêng của chúng ta rồi, chúng ta làm thêm một cái thủ tục là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Và thế rằng là chúng ta sẽ đi định đoạt tài sản riêng của một mình chúng ta thôi. Tôi cũng ước mong rằng chia sẻ kinh nghiệm nhà đất để cho quý vị, quý ông bà, cô bác và anh chị biết thêm những cái kiến thức pháp luật trong cái quá trình mà mình đi đầu tư cũng như trong quá trình mình chuyển nhượng. Và cái hướng dẫn chia sẻ nhà đất này cũng mong muốn có cái gọi là có một cái thông điệp trao đi, đó là miếng đất sẽ gửi đa bán cho quý vị và các bạn. Nếu anh chị nào có cái nhu cầu thì chúng ta hãy chủ động liên hệ với luật sư Thu qua số điện thoại là 0903 392 861. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành nhé.